học lớp 2 rồi đấy, ông Hè ông đấy, ông mua đầu tư cho cái xe đấy, thấy chưa? Đấy, cố gắng mà học tốt nhá, nghe chưa? Đi chậm thôi. Xe đẹp này con thích không? Hả? À? Để gọn mày nhá. Rồi bây giờ ăn đi vào ăn sữa đã. Đợi tắt nắng thì đi tiếp nhá. Để chỗ nào bây giờ bố? Để đấy. Cho vào trong kia khóa số nào. Này như này.